Uyên xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Uyên cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đang xem video. Em sẽ là một sân cơ mẹ, em sẽ là một tăng cô xa, chỉ tiếng kèn hợp bao tiêu là mọi miếng kèn hay nhìn nữa ha. Mach damit Opa seine das Aufwärts heute filme und morgen auch. Dann fliehe ich mit meiner Mama und mein Papa macht alles immer von mir, weil ich auch mal lieb bin. Und dann lässt mein Papa mich nicht tauschen, aber meine Mama lässt mich tauschen. Und dann bade ich und ziehe meine Schuhe nicht an. Auf Wiedersehen, Didi. Ông bà cô chú ơi, Lia hôm nay thay mẹ Uyên á diễn giải video đó. Thầy Uyên vô tình thôi, Uyên cho cháu nó coi lại là ông với ba bơm cái bể bơi của con á, nói gì đó, cái Lia nói để con nói nha. Lia thấy mình làm video mỗi ngày á nên Lia biết cách làm. Und die was da für was? Das ist die Pumpe. Da wird da drinnen gefiltert. Wenn Dreck drinnen ist oder schwimmen, Ja. fliegen und das Er wird ist hier sauber. gefiltert. So. Ja. Aber er baut Strom. Ja. Dạ. Yeah. Rồi con mang giày đi. Dạ. Dạ. Ủa đó Alex. Nha, cầm giày cho mẹ. Con tạm chào tạm biệt cô, mình về nha. Đi con. Chút vô Ender nhá. Trường của Lia thì cũng gần kế bên trường của Timo á, thì do là hai đứa sinh đôi nên tách ra để hai cháu nó chơi với các bạn khác, mà không có, người ta sợ hai sinh đôi chơi chung với nhau không có chơi, không có hòa đồng với các bạn trong lớp. Rechter Hand steht das Getreide Gerste beim Dreschen und so, wenn man damit umgeht, das piekt fürchterlich. Ja, die wird jetzt wohl auch die nächsten 14 Tage geerntet werden, wenn das Wetter trocken bleibt. Sieht ja schon da, ja? Ja, sieht sehr schön aus. Wer weiß denn mehr? Gerstenmehl. Gerste ist nicht ganz so hell wie Weizenmehl, ist ein bisschen dunkler, die Gerste. Und der Junge hat ja, wir können die Brot teilen. Ja, wir bauen.
Timo không có chọn gì. Timo vô nhà, bước vô nhà. Timo lì ra vô nhà đó. Timo chưa có cái mâm máy smart cho xuống. Timo chưa có cái mâm máy smart cho xuống. Timo chưa có cái mâm con bơi đi con. Timo một chơi lần nữa mẹ cho vô nhà đó. Con làm đi con thử coi. Con thử đi. Con à. Con bơi đi. Ê, con có đàn á. Con hút lắm, nó swim mình. Con đây nhé chữ. Timo không được nước ra ngoài. Nếu con chơi vậy lần sau mẹ không cho chơi đó. Nó cứ chơi cả nè. Con chơi đàng hoàng. Con đang đứng đi á. Hôm nay trời nó nắng thì nó ấm nước. Hồi nãy lúc tôi nhỏ đi học về ăn uống xong rồi quay ra thì trời nó hơi mát, chuyển mưa thì nước nó lại lạnh. Ở đây vậy nó phải ấm thì mới bơi được, còn hơi lạnh lắm. Bơi lên nắng không? Con qua chỗ nắng đứng đi cho nó ấm đi, chỗ này lạnh lắm. Nó quá trời, nó thích đó cả nhà thấy không? Mà lạnh lắm, thấy nắng gì chứ nó còn lạnh, nước còn lạnh lắm. Có lì quá này nha. Dạ. Con bơi đi. Ta spin nè. Đi mô hà con chơi, đừng có làm gì con. Lạnh không? Chụp mình đây đi. Chụp ai? Chụp thằng đi. Xong chưa? Hay là vô nhà hay là chơi chơi tiếp đi. Nghe là mẹ đi. Lia nó lạnh, nó lạnh lắm mà nó không chịu lên. Lia lạnh con lắm Lia ơi. Vậy Lia vô xin kết thúc video đây. Nguyên cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Ông xã Nguyên thì tiếp tục cắt cỏ. Hồi nãy anh cắt dở dang á, rồi ảnh ngưng để cho Nguyên quay video tụi nhỏ sợ gây tiếng ồn á. Nguyên chân thành cảm ơn cả nhà nha. Ảnh còn bên ngoài giữ Timo.